Namaste. Xin chào bạn, bạn thân mến. Làm sao để chúng ta có thể chăm sóc được các cái dây thần kinh tự chủ? Thì đó là cái điều mà hôm nay Giang muốn chia sẻ với các bạn. Vậy thì với bài tập này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm vào thời gian nào và chúng ta thực hiện nó vào thời gian nào? Thì bài tập này bạn có thể thực hiện lúc mà bạn muốn thư giãn hay lúc bạn muốn ngủ ngon. Thì trước khi ngủ chúng ta sẽ dùng là một vài phút để chúng ta thư giãn cùng bài tập này ha. Và bây giờ hãy ngồi xuống trong tư thế thoải mái nhất, nhúc nhích nhẹ hai mông của bạn, đưa tay xuống mông, vén hai thịt gối sang hai bên, nhẹ nhàng thả lỏng tay đặt trên gối, khép nhẹ đôi mắt lại, chậm rãi vươn dài các đốt sống lưng của bạn lên. Ba, thả mềm các bó cơ rơi xuống. Trong đôi mắt khép, cảm nhận sự thả lỏng toàn bộ cơ thể. Quan sát hơi thở ở hơi vào. Cảm nhận sự thả lỏng và ở hơi thở ra. Cảm nhận sự giãn nhẹ. Chậm rãi hít vào, bạn vươn hai tay cao qua đầu, từ từ mở mắt lên nào. Thở ra đan tay vào nhau. Thở hết ra đưa hai tay ra phía sau đầu. Hít vào bạn mở căng lồng ngực, đẩy củ trỏ, vươn các đốt sống ngực ra phía trước cho Giang. Giữ ở đây cho Giang, quan sát nhịp thở, hít thở điều hòa. Cảm nhận các đốt sống vùng ngực, vùng tim được đẩy giãn ra. Hít thở đều và giữ ở đây cho rằng 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Hai tay trở về thẳng. Thở ra bạn nghiêng eo lườn sang bên trái. Hít vào một hơi thật sâu, trở về giữa. Thở ra nghiêng eo lườn sang bên phải. Thật chậm rãi hít vào trở về giữa. Thở ra nghiêng eo lườn sang bên trái. Thật chậm hít vào trở lại. Thở ra nghiêng eo lườn sang phải. Và thật chậm rãi hít vào trở về giữa. Chậm rãi thở ra đưa đổ thân người sang trái tiếp nào. Cảm nhận sự kéo giãn, hít thở đều và giữ ở đây cho Giang. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, chúng ta đổi bên. Xoay nhẹ cằm của bạn nâng lên. Hít thở đều và giữ ở đây cho Giang. 5, 4, 3, 2, một. Cảm nhận sự kéo giãn sâu. Thật chậm hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Thở ra đưa hai tay của bạn sang ngang. Chậm rãi hít vào, bạn nâng vai lên, xoay nhẹ đôi vai của bạn nào. Dây thần kinh xung quanh cổ hay là xung quanh bên vai của bạn cũng là dây thần kinh tự chủ. Vậy thì để chăm sóc cho nó thì bạn cần thư giãn và thả lỏng nó nhiều hơn. Đó. Và sau đó hãy quay ngược lại nha. Thả lỏng nhiều hơn nữa. Sau đó hít vào một hơi, bạn mở bung lồng ngực sang. Hai tay sang ngang đẩy về phía trước nào. Thở ra, hai tay của bạn khép về phía ngực, đánh cong lưng ra phía sau, khép cằm từ vị hõm cổ, rút bụng dưới của bạn lên. Lần hai hít vào và thật chậm thở ra. Lần ba hít vào và chậm rãi thở ra. Một lần cuối hít vào và thật chậm thở ra. Sau đó hít vào, từ từ bạn nâng thân người trở về thẳng.
Thở ra, hãy mở chân bên trái của bạn sang ngang, đẩy thẳng lưng của bạn lên. Ở hơi hít vào tiếp theo, bạn lướt hai tay đưa sang ngang. Ở hơi thở ra, bạn hạ tay trái xuống cổ chân bên trái, vươn cánh tay phải áp tay. Rồi hít vào một hơi, bạn xoay vai phải và tay phải của bạn từ bên trái qua bên phải, vươn cánh tay của bạn nâng lên. Thở ra tiếp tục gập thân người xuống bên trái, hít vào xoay vai nâng lên, trượt tay trái trở về gần đùi. Thở ra trượt tay trái về cổ chân và xoay người cảm nhận sự chuyển động của cơ thể. Hít vào từ từ nâng thân người vươn lên. Và thật chậm thở ra. Một lần nữa hít vào. Và thật chậm thở ra. Cảm nhận sự kéo giãn các đốt sống, toàn bộ vùng cơ gập hông, bên chân phải và eo lườn bên phải. Chậm rãi thở ra, đập thân người xuống sâu hơn. Hít thở đều và giữ ở đây cho Giang. 3, 2, 1. Hít vào, bạn xoay vai phải, từ từ nâng thân người vươn lên. Hai tay đưa sang ngang. Thở ra, bạn hạ tay phải xuống thảm, nhấn bàn chân trái xuống thảm. Hít vào, bạn lướt tay trái đẩy hông của bạn lên. Thở ra, từ từ hạ mông xuống thảm. Lần hai, hít vào, lướt tay trái đẩy hông nâng lên. Thở ra, từ từ hạ mông của bạn xuống thảm. Lần ba, hít vào, lướt tay trái của bạn đẩy hông nâng lên. Đúng rồi, cảm nhận sự kéo giãn nào. Và thật chậm thở ra, hạ mông xuống thảm. Một lần cuối, hít vào, bạn lướt tay trái và lướt đẩy thân người về phía trước, cảm nhận sự kéo giãn. Hít thở sâu cho Giang ở đây trong hai nhịp thở. Hít vào một hơi thật sâu, thả lỏng cổ của bạn ra. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Sau đó từ từ hạ mông của bạn xuống thảm, xoay vai trái trở về. Và chúng ta thu chân trái trở về, duỗi gối chân phải sang ngang. Ở hơi hít vào tiếp theo, bạn lướt hai tay đưa sang ngang. Ở hơi thở ra, tay phải trượt về cổ chân bên phải, đưa tay trái áp tay. Chậm rãi hít vào, bạn xoay vai trái từ bên phải qua bên trái, rồi lướt tay trái nâng lên. Thở ra, xoay vai trái của bạn về bên phải. Rồi chậm rãi hít vào, lướt tay trái nâng lên. Chậm rãi thở ra. Cảm nhận sự kéo giãn toàn bộ các đốt sống lưng bên trái và hông bên trái. Hít vào từ từ lướt tay trái nâng lên. Một lần cuối thở ra, kéo giãn các đốt sống nào. Rồi chậm rãi hít vào, lướt tay trái của bạn nâng lên. Thu tay phải về gần đùi. Thở ra một lần nữa, gập thân người xuống, trượt tay phải về cổ chân phải. Gập thân người xuống sâu hơn. Hít vào, bạn lướt tay trái của bạn nâng lên. Vươn hai tay của bạn vươn lên. Thở ra, hạ tay trái xuống thảm. Chậm rãi hít vào, bạn lướt tay phải của bạn, nhấn bàn chân phải xuống thảm, đẩy hông của bạn về phía trước. Thở ra, từ từ hạ mông xuống thảm. Hít vào, lướt tay phải của bạn nâng lên, đẩy hông nâng lên. Thở ra, từ từ hạ thân người xuống. Một lần cuối, hít vào, lướt tay của bạn nâng lên. Rồi, tốt lắm, cảm nhận toàn bộ vùng cơ gập hông bên chân phải của bạn đang được giãn ra. Và thật chậm thở ra, hạ mông xuống thảm. Thêm một lần nữa ha. Hít vào, bạn lướt tay phải của bạn nâng lên. Và thật chậm thở ra, từ từ hạ mông của bạn xuống thảm. Từ từ thu chân phải của bạn trở về, hai bàn chân áp sát vào nhau, đan tay vào nhau, ôm lấy cái bàn chân của bạn, duỗi ngực về phía trước. Hít vào một hơi, đẩy lưng dưới, lưng giữa, lưng trên lên. Thở ra, khép mắt lại, gập thân người xuống phía trước, duỗi dài các đốt sống của bạn ra. Khép nhẹ cằm, thu về hõm cổ. Cảm nhận sự kéo giãn của khớp háng, có thể hạ trán mũi
xuống thảm. Và thật chậm, hít vào, từ từ bạn nâng thân người lên, vươn hai tay lên, khép gối của bạn nâng lên. Thở ra đan tay vào nhau, đưa hai tay xuống bàn chân. Thở hết ra đẩy lưng dưới, lưng giữa, lưng trên lên, duỗi ngực về phía trước, gập thân người xuống phía trước, duỗi dài các đốt sống nào. Cảm nhận sự kéo giãn toàn bộ vùng hông, lưng dưới và khớp háng. Hít thở đều và giữ ở đây cho Giang. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm hít vào, bạn lướt hai tay của bạn, nâng thân người của bạn nâng lên. Thở ra hai tay chắp lại phía trước ngực. Từ từ thu hai chân của bạn lại trong tư thế cây cầu, hạ lưng của bạn xuống thảm. Hai tay xuôi theo thân, hai chân mở rộng song song bằng hông, gót chân tới mông, khoảng cách là một bàn chân ở giữa như thế này. Rồi chậm rãi nhúc nhích nhẹ vùng hông và lưng dưới. Ở hơi hít vào, bạn quặn xương cụt nâng lên, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên, đẩy hông của bạn nâng lên, kéo xương mu về phía xương ức. Ở hơi thở ra, bạn quặn từng đốt sống hạ mềm xuống thảm. Lần hai hít vào, tiếp tục quặn xương cụt nâng lên, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên nâng lên. Thở hốt và thật chậm thở ra, bạn hạ mềm các đốt sống xuống thảm nào. Rất là tuyệt vời. Rồi hai lần nữa, hít vào tiếp tục nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên của bạn nâng lên. Cảm nhận sự kéo giãn. Thở ra đan tay vào nhau phía dưới hông, rồi đẩy thẳng cánh tay ra, rồi lách nhẹ vùng vai của bạn. Cảm nhận sự kéo giãn. Chậm rãi tách hai bàn tay. Thở ra chúng ta hạ từng đốt sống hướng xuống thảm. Cảm nhận các đốt sống như từng mắt xích nối đuôi nhau hạ xuống thảm. Một lần nữa, hít vào tiếp tục quặn lưng dưới, lưng giữa và lưng trên của bạn nâng lên. Rồi từ từ thở ra đan tay vào nhau phía dưới lưng, đẩy thẳng cánh tay của bạn ra, lách nhẹ hai vai về phía giữa. Rồi chậm rãi thu hai chân gần về thân người nửa bàn chân, kiễng gót chân của bạn lên, rồi đẩy hông nâng lên. Hít thở đều và giữ ở đây cho Giang. 5, 4, 3, 2, 1. Cảm nhận sự kéo giãn sâu. Chậm rãi tách hai bàn tay. Rồi từ từ quặn từng đốt sống từ lưng trên, lưng giữa cho đến lưng dưới, hạ mềm xuống thảm. Cho đến khi đốt sống cùng được hạ xuống thảm, hai gót chân vẫn cảm nhận sự kiễng lên. Chậm rãi hít vào, bạn nâng hai cái bắp chân của bạn và bắp chân của bạn về phía đùi nhiều hơn. Thở ra, bạn bắt chéo chân phải qua đầu gối trái, rồi chân trái của bạn ra phía ngoài, hai cổ chân xoắn vào nhau nếu có thể. Tay trái đặt lên đầu gối phải, xoay người sang bên trái, xoay cảm hướng vai phải. Cảm nhận sự kéo giãn. Và thật chậm hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Thở ra bạn tách hai bàn chân và chúng ta đổi chân. Hít vào bạn đặt tay phải lên đầu gối trái. Thở ra xoay người sang bên phải, xoay cằm hướng vai trái. Cảm nhận sự kéo giãn sâu. Và thật chậm, hít vào từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra, bạn từ từ hạ hai gót chân xuống thảm, hai bàn chân xuống thảm. Từ từ đổ hai chân của bạn tách rộng ra mép thảm, hai gối của bạn hướng vào nhau, hướng hai tay cao qua đầu, nhấc lưng trên, lưng giữa của bạn kéo dài ra. Sau đó thả mềm lưng dưới thảm. Hít thở đều và giữ ở đây trong vài nhịp thở. Cảm nhận sự kéo giãn sâu.
Chậm rãi hít vào, bạn xoay cằm sang bên phải. Thở ra, xoay cằm sang bên trái. Rồi chậm rãi hít vào trở về giữa. Thở ra, co hai gối lại. Nâng bàn chân lên, hai tay nằm lấy cạnh ngoài bàn chân, rồi đưa ra phía ngoài phía nách. Hai tay của bạn như muốn kéo xuống, hai chân như muốn đạp lên. Xương cụt của bạn quận hướng xuống thảm. Sau đó bạn rũ nhẹ hai hông sang hai bên, thả lỏng cơ thể của bạn ra nào. Quận nhẹ xương cụt hướng xuống thảm, cảm nhận các đốt sống vùng lưng được giãn sâu ra. Và thật chậm, hít vào, bạn khép hai bàn chân lại. Thở ra, bạn thả lỏng cơ thể trong tư thế nằm Savasana, thư giãn sâu ở đây cho giang. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút chăm sóc cho dây thần kinh tự chủ, cảm nhận sự thư giãn, sự relax thoải mái và thả lỏng. Cảm nhận không gian xung quanh, không gian của cuộc sống này, âm thanh xung quanh, âm thanh của cuộc sống này. Cảm nhận sự thật lòng của cơ thể, sự bình an trong tâm trí, sự thả mềm từ trái tim, sự thả lòng từ hai lá phổi và sự buông thư của toàn bộ cơ thể. Từ từ đưa ý thức của bạn quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Và nếu có thể, bạn hãy ngồi dậy. Còn nếu không, bạn hãy chìm dần các cơ xuống và thả lỏng nhiều hơn nữa. Và nếu có thể, hãy nằm thư giãn thêm. Còn nếu không, hãy ngồi dậy cùng Giang, nhẹ nhàng co hai gối lại, rồi đổ thân người sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay của bạn chắp lại phía trước ngực, xoa nóng đôi bàn tay. Xoa thật nóng lên nào, thật nóng lên. Chậm rãi đưa hai tay áp sát về phía mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này vì giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Hãy tưởng tượng những người bạn yêu thương nhất thường xuyên xuất hiện trong tâm trí của bạn, trong không gian của bạn, và từ từ mở mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái đặt trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ và sự minh mẫn. Thật chậm rãi hạ tay của bạn xuống phía ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Chúc mừng bạn đã luyện tập xong trong bài tập ngày hôm nay. Hãy lưu lại bài tập này để có thể tập và thư giãn bất cứ lúc nào hoặc trước khi bạn đi ngủ. Nhớ bấm vào nút đăng ký để nhận được video của Giang mỗi ngày. Xin chào và tạm biệt các bạn. Thank you.